là người vợ ở quê vậy. Dạ. Anh muốn gửi lời chào tới ai anh? Người vợ Phạm Phú Hiền. Dạ. Vậy là chị hiện tại giờ đang ở đâu anh? Chị đang đợi anh ở quê nhà. Vậy hả? Quê nhà là ở chỗ nào? Ở quận 12. Đã 5 ngày nay rồi anh không nhận được tin tức của vợ. Dạ. Tại vì mất cái chiếc điện thoại rồi. Dạ dạ. Bây giờ anh đang lo chăm sóc cái công viên hoa ở đây ha. Ờ đúng rồi. Vậy là anh làm cái này tới bao lâu nữa là xong bàn giao anh? Chiều mai ha. Chiều mai sáng ngày mốt anh sẽ về với vợ. Dạ. Mà nó phát lắm. Nôn về dữ không? Nôn về dữ không? Nhớ chị rồi hả? Mấy ngày nay là mấy ngày nguyên đêm nguyên ngày mấy ngày rồi. Dạ. Làm đêm luôn hả? Để cho kịp tiến độ ha. Đúng. Dạ. Sáng đêm luôn. Dạ. Hôm nay Nét Quê sẽ mời cả nhà đi tham quan chợ Tết Cái Bè. Bây giờ là ba anh em mình đang tiến vào phía bên trong chợ. Đây là trái dừa tạo hình kiểu con chuột ha. Đây này là cô bán hay cô mua vậy? Bán. Dạ. Bán 50.000. 50.000 trái vậy ha. Ừ. Dạ. Đẹp cái không? Cháu mới làm em ghe. Dạ. Oh, một không khí rất là nhộn nhịp. Năm nay bán đỡ hơn năm trước không cô? Dễ hơn nhiều. Dễ hơn nhiều hả? Quá dễ luôn. Dạ. Dạ. Tôi đi bán xoài cát Hòa Lộc phải không? Dạ. Ai bên anh đó chợ Cá Bè hả? Xoài cát Hòa Lộc là nổi tiếng Cá Bè rồi. Nổi tiếng còn ngon. Năm nay là mình bán cái này nhiêu ký cô? Này hả? 40.000. Dạ. 40.000 một ký. Chính là chưa sống lắm á. Dạ. Sống là nhiêu ký? Tùy theo. Dạ. Này cái từ. Tôi lên tôi chưa có vợ đó. Anh bán tới bữa mấy anh mới nghỉ? Bán bữa 30. 30 mới nghỉ hả? Năm nay bán đỡ hơn mọi năm không anh? Rồi. Dạ. Là bán ế hơn năm rồi hả? Ế thì nó không ế mà bể chợ. Dạ. Nợ lên hơn nhiều. Dạ. Chưa có vợ phải không? Chưa có vợ. Rồi đi quay lên coi có ai không giới thiệu cho. Quay mà tôi lên ta chở bằng bao nhiêu con một bốn tôi quá tôi trả nha. Dạ. Canh, thấy không? Dạ. Canh chua thì cái nó cũng chua lấy tôi xe tôi. Dạ. Anh tên gì? Anh Hiền á. Anh Hiền bán rau cải ở chợ Cá Bè. Bán rau canh chua. Dạ. Mấy bà mà có chua quá lại tôi. Được không? Dạ. Mấy bà nào mà lỡ thời chua lại tôi giúp cho chua luôn. Dạ. Được không? Dạ.
cô ngon quá chừng luôn. Dưa này nhiêu ký vậy cô? 15.000 ký hả? Ở quá chừng bự luôn. Dạ. Dạ. Này là mình lấy từ đâu về mà sao bự quá cô? Này mình lấy ở trên Túc không à, ngoài kêu bằng Thiên Hộ đi vô nữa. Dạ, Thiên Hộ đi vô nữa ha. Là ngã ba An Cư đi vô ha. Quá bự luôn. Trung bình một trái vậy là bao nhiêu ký cô? Trái 18 ký, 19 ký. 2 ký là trung bình. Dạ. Wow, quá trời dưa hấu vàng luôn. Cho con quay phim xíu nha. Trái này có nghĩa là mình đi mua dưa xong rồi đem lại đây cho chị khác hay là sao? Không, cái này đúng rồi, con này mình làm luôn. Dạ. Cái này là mình làm luôn, mình để đó, khách ăn như vậy. Dạ. Giống như là mình làm, mình trưng bày, khách có nhu cầu mua thì mình bán luôn ha. Là mình bán một trái như vậy thì tầm bao nhiêu tiền chị? Dạ, là khác luôn rồi ha. Dạ, chị khác cái này lâu không vậy? Cái này chưa thành phẩm. Chưa luôn hả? Khoảng 3 tiếng. 3 tiếng nữa ha. Ở khéo quá, chừng khéo luôn. Cái này làm sơn này. Có trái nào thành phẩm rồi không? Cái này làm sơn. Dạ. Cái này có cái khuôn là mình khắc ra hay là vẽ tay luôn ha? Quá hay. Tại vì nó nhiều cỡ á. Dạ. Dạ. Với lại người ta cũng trọng nhiều chữ khác nhau. Dạ. Còn ngoài khắc những trái dừa thì mình có khắc lên sơn vẽ lên lon bia nữa. Lon bia, lon nước ngọt. Đây vậy cả nhà. Một lon vậy là nhiêu tiền anh? Trái này bán cặp quá. Một cặp 100.000 á. Quá chừng đẹp đây nè. Hết đồ hàng, hết đồ. Thôi em chúc anh chị bán đắt nha. Em đi luôn ạ. Dạ. Dạ. Dưa hấu không hèn luôn.